Chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu bikini cho bé như thế này, với cái độ tuổi là từ 2 đến 3 tuổi nha các bạn. Và trong video mình có hướng dẫn cho các bạn móc cho bé 1 tuổi là như thế nào, các bạn có thể là theo dõi nha. Hoặc là những cái size lớn hơn thì mình cũng có nói rồi đó, các bạn dựa theo đó mà các bạn sẽ móc cho bé yêu của bạn nha. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng tông màu xanh là tông màu chính nha các bạn. Tông màu xanh tượng trưng cho nước biển ha, biển xanh, cát trắng, nắng vàng ha các bạn. Chúng ta sẽ có đủ 3 tông màu như thế này. Bây giờ đây là phần đầu tiên của cái set bikini này, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái chiếc quần bikini hai mảnh như thế này nha các bạn. Rất là đơn giản luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Các bạn chuẩn bị cho mình 3 màu nha. Đầu tiên là màu xanh, thứ hai là màu trắng và màu vàng. Thì màu vàng này nè, mình sẽ trang trí một cái những cái cánh hoa các bạn. Thì mình sẽ dùng một ít màu vàng thôi ha, chủ yếu là màu xanh. Màu xanh là cái màu chính nha các bạn. Thì ở đây thì mình phối 3 màu như thế này. Còn nếu mà các bạn thích cái màu nào á, thì mình sẽ móc cái màu đó nha. Và cũng tùy các bạn móc cái loại sợi như thế nào nữa. Thì ở đây mình móc mil cotton nè, loại sợi nó là khoảng 2mm á. Thì mình sẽ dùng cái kim móc là 3.0. Thì các bạn nếu mà móc các loại sợi nhỏ hơn thì các bạn có thể là chập lại, hoặc là các bạn móc cái số móc xích đó nhiều hơn mình một chút nha các bạn. Đây, nếu mà các bạn móc cái loại sợi nhỏ và cái kim nhỏ thì các bạn chuẩn bị cho mình thêm cái cây kéo cắt len và cái kim khâu len nữa là được rồi nha các bạn. Các bạn lấy len và kim móc, chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái nút trước nha các bạn. Tạo một nút thắt. Đối với cái size 2 tuổi này thì các bạn móc cho mình là 38 móc xích nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi bây giờ các bạn móc cho mình 38 móc xích nha. Sau khi các bạn móc 38 móc xích á, các bạn sẽ móc lên cho mình 2 móc xích nữa. Các bạn đâm kim vào cái chân móc thứ 38, móc cho mình một mũi móc kép nha các bạn. Chân móc kế tiếp một mũi móc kép, và các bạn làm lần lượt những cái chân móc còn lại, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép nha các bạn. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 38 mũi móc kép. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn móc lên cho mình 2 móc xích, quay ngược đầu móc lại. Các bạn lại đâm kim vào cái chân móc thứ nhất á, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, một mũi móc kép. Chân móc thứ ba, một mũi móc kép. Các bạn làm tương tự cho mình đến hết hàng luôn nha các bạn. Đây. Sau khi móc đến cuối hàng thì còn chân móc cuối cùng nè, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Và các bạn cũng lên cho mình 2 mũi móc xích. Các bạn quay ngược đầu móc lại. Chúng ta lại đâm kim vào cái chân móc thứ nhất. Móc một mũi móc kép và làm tương tự giống như hàng thứ nhất và hàng thứ hai nha các bạn. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng cho mình nha. Kết thúc hàng thứ ba, các bạn cũng sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng này và hàng tiếp theo á các bạn, mỗi bên thì các bạn sẽ giảm cho mình một mũi nha. Đây, bên phía bên này giảm một mũi và bên phía bên này giảm một mũi. Thì chúng ta sẽ không có móc vào cái chân móc đầu tiên nữa, mà chúng ta sẽ móc vào cái chân móc thứ hai á. Đây, một mũi móc kép nha các bạn. Thay vì mình móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi, ở đây một mũi nữa là hai mũi, thì ở đây là chúng ta chỉ mới có một cái chân móc này thôi nè. Chúng ta đâm kim qua bên cái chân móc này là chúng ta đã giảm một mũi. Bây giờ các chân móc kế tiếp á, các bạn mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép, các bạn móc như thế nha. Đến cuối hàng các bạn sẽ chừa ra cho mình là hai chân móc, để chúng ta sẽ chụm hai cái chân móc cuối cùng đó lại thành một chân móc nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng hai chân móc cuối cùng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chụm hai cái chân móc này thành một chân nha. Các bạn quấn lên một vòng, đâm kim vào cái chân móc
Đầu tiên này nè, các bạn sẽ kéo len qua. Các bạn sẽ kéo len qua hai vòng len. Sau đó các bạn quấn len một vòng, các bạn đâm kim vào cái chân móc cuối cùng. Các bạn lại kéo len qua. Chúng ta đã được 4 vòng len. Chúng ta bắt đầu kéo qua hai vòng len trước. Sau đó còn 3 vòng len thì các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã chụm lại thành còn một chân móc này nè các bạn. Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích và các bạn quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên thì các bạn luôn nhớ rằng khi mà giảm mũi thì chúng ta sẽ không móc vào cái chân móc này mà chúng ta sẽ móc vào cái chân móc kế tiếp. Một mũi móc kép. Chân móc thứ hai. Đây, chân móc thứ hai bên đây. Một mũi móc kép. Chân móc thứ ba, một mũi móc kép. Các bạn làm tương tự cho mình đến cuối hàng và cũng sẽ chừa cho mình hai cái chân móc cuối cùng này nè. Chúng ta sẽ chụm hai cái chân móc đó thành một chân nha các bạn. Còn hai chân móc ở cái hàng cuối cùng nè các bạn. Các bạn cũng sẽ quấn len một vòng, đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua và kéo len qua hai vòng. Chúng ta lại tiếp tục quấn len một vòng, đâm kim vào chân móc cuối, kéo len qua, kéo len qua hai vòng và kéo len qua hết ba vòng. Chúng ta đã chụm lại được. Các bạn cũng sẽ móc lên cho mình hai móc xích, quay ngược đầu móc lại. Chúng ta cũng sẽ bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai một mũi móc kép. Những chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới hết hàng bên đây. Các bạn cũng sẽ chụm hai cái chân móc này nè, hai cái chân móc này lại thành một chân nha các bạn. Rồi sau đó là các bạn lại lên tiếp tục hàng mới. Đây là 1, 2, 3 không tăng mũi rồi ha. 1, 2, 3, 4, 5 các bạn sẽ làm 5 hàng không tăng mũi, 5 hàng giảm mũi, mũi đầu và mũi cuối như thế này. Bây giờ là chúng ta đang ở hàng thứ ba nè, sẽ còn là 2 hàng nữa. Thì tùy theo cái chiều cao của mỗi bé á, các bạn, mà từ cái vòng hông này nè xuống tới cái dưới đũng quần á, nó là bao nhiêu cm thì các bạn sẽ chia ra cái số lượng mà các bạn cần giảm nha. Thì ở đây ví dụ như á, phần hông của em bé cao á, thì các bạn có thể làm 4 hàng mũi móc kép không có giảm, không có tăng mũi này. Rồi sau đó là các bạn xuống những cái hàng này giống mình. Còn không thì các bạn sẽ móc giống mình luôn ha. Hoặc là các bạn có thể là giảm mũi ở cái phần mà giảm mỗi bên một mũi này nè, thành 5 hàng, 6 hàng gì cũng được nha các bạn. Cái đó là tùy theo cái bé nữa. Mỗi bé cao thấp khác nhau cho nên là mình sẽ tự luân chuyển nha các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ móc những cái chân móc này thành là những mũi móc kép cho tới cuối hàng, rồi chúng ta sẽ chụm lại và chúng ta sẽ làm thêm hàng thứ tư và hàng thứ năm giảm mũi đầu và mũi cuối nha các bạn. Mình đã kết thúc 5 hàng giảm mũi đầu và mũi cuối rồi nè các bạn. Và chúng ta sẽ được một cái form như gì. Đây là bên phần sát phần hông và phần mông của bé nè các bạn. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ giảm thêm mũi nha các bạn. Giảm mỗi bên là thêm một mũi nữa, là mỗi bên sẽ là giảm 2 mũi. Bên đây giảm 2 mũi để chúng ta xuống cái phần đũng quần của bé. Bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình hai móc xích nè. Các bạn quay ngược đầu móc lại. Mở chân móc đầu tiên nha các bạn, móc vào chân thứ hai một mũi móc kép. Chân thứ ba và chân thứ tư này nè, các bạn sẽ giảm cho mình. Chụm lại cho mình thành một mũi nha các bạn. Cách thức chụm là các bạn đã biết rồi ha. Rồi, chân thứ 5 móc bình thường nha các bạn. Những chân móc còn lại cũng sẽ móc là những mũi móc kép. Còn 4 chân móc bên đây chúng ta sẽ chụm một lần lượt là hai chân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng nha các bạn. 4 chân móc ở cái hàng này nè các bạn. 4 chân móc cuối cùng này, chúng ta bắt đầu chụm hai chân lại trước với nhau nha các bạn. Hai chân này chúng ta sẽ chụm lại trước. Hai chân cuối chúng ta sẽ chụm lại tiếp theo. Rồi, bây giờ các bạn đã giảm được mỗi bên là hai mũi móc rồi nè các bạn. Nó sẽ giảm từ từ. Các bạn sẽ móc tương tự như cái hàng này nè. Giảm hai mũi ở đầu và cuối. Sau đó là chúng ta sẽ đến cái độ khoảng là 10, còn lại 10, 11 chân móc á, thì chúng ta sẽ ngưng nha các bạn. Ngưng giảm và chúng ta sẽ xuống tới cái phần mà không tăng mũi là cái phần đũng quần á các bạn. Đây, các bạn sẽ móc lên cho mình hai móc xích này.
các bạn cũng bỏ qua cái chân đầu tiên, chúng ta móc vào cái chân thứ hai một mũi móc kép, chân thứ ba và chân thứ tư, các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân. Rồi những cái chân móc còn lại thì các bạn cũng sẽ móc là những mũi móc kép. Cho tới cuối hàng các bạn sẽ chừa ra là 4 chân móc. Các bạn đầu tiên chúng ta sẽ chụm lại 2 chân móc. Rồi cuối cùng các bạn sẽ chụm lại 2 chân móc còn lại thành một chân. Nữa là chúng ta sẽ xong cái hàng này. Và các bạn sẽ làm tương tự như vậy tới nhiều hàng móc nữa. Đến khi nào mà các bạn chụm lại còn khoảng 10-11 chân móc thì chúng ta sẽ ngưng giảm mũi nha các bạn. Và chúng ta sẽ đi tới cái phần đáy quần á, cái phần đũng quần á. Và sau đó chúng ta sẽ làm cái mặt trước. Cái này là mình sẽ làm cái phần hông và mông sau của bé. Mặt trước á thì nó sẽ nhanh hơn là cái mặt sau này nè các bạn. Rồi bây giờ còn 4 chân móc nè các bạn. Các bạn sẽ chụm mình 2 chân trước nha. Các bạn sẽ chụm 2 chân móc thành 1 chân trước. Sau đó là các bạn sẽ chụm 2 chân móc còn lại. Rồi, bây giờ các bạn chụm cho mình tương tự như là mình đã chụm ở hàng này và hàng này. Khi nào mà còn khoảng cỡ 10-11 chân móc thì chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Mình đã móc được những cái hàng móc. Và khi mà mình đếm lại cái hàng cuối cùng này nè các bạn, mình sẽ còn lại 11 chân móc nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cái chân này nữa là 11 nè. Thì đây, đây là cái phần hông và cái phần mông sau của bé nè các bạn. Mình đã hình thành rồi nè. Bây giờ mình sẽ móc khoảng 5-6 hàng ở cái phần đũng quần này nè. Chúng ta sẽ móc không có giảm mũi, cũng không có tăng mũi nha. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc là những mũi kép đơn, hai móc xích nè. Các bạn quay ngược đầu móc lại, các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba, thứ tư tương tự, chúng ta sẽ móc đến cái chân móc thứ 11 luôn á. Nếu như mà các bạn muốn làm cho nó 9 hoặc 10 á, cái chỗ này nè, thì các bạn muốn làm cho nó nhỏ lại chỗ này thì các bạn giảm mỗi bên một mũi cho mình nha. Ví dụ như tới cái hàng 11 này nè, các bạn nếu mà muốn xuống cái hàng này là 10 á, thì các bạn giảm một chân móc đầu tiên cho mình còn 10 mũi, sau đó là các bạn sẽ làm những cái hàng mà không có giảm mũi nữa. 9 mũi thì nó sẽ hơi nhỏ một tí ha các bạn. Nếu mà các bạn muốn làm 10 mũi á, thì các bạn sẽ làm giống mình nha. Sẽ làm mà theo mình hướng dẫn á, mà tức là cái hàng này nè, thay vì các bạn móc vào cái chân này nè, thì các bạn sẽ chụm cái chân này và chân này lại thành một chân cũng được nữa nha các bạn. Là sẽ còn là 10 mũi, thì chúng ta sẽ làm những cái hàng móc 10 mũi. Bây giờ các bạn lên hàng thứ hai của cái phần đũng quần, móc lên hai móc xích, quay ngược đầu móc lại, cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép, chân thứ hai tương tự, và các bạn móc tới bên hàng này thì các bạn móc cho mình khoảng 5-6 hàng ở cái phần đũng quần này nha. Bây giờ là chúng ta ở hàng thứ hai rồi đó, các bạn móc thêm cỡ khoảng 4 hàng nữa cho mình nha. Mình đã móc được những cái hàng móc không có giảm mũi cũng không có tăng mũi nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần mặt trước của cái quần bikini này nha. Hồi nãy là chúng ta đã giảm mũi từ trên xuống dưới, thì bây giờ chúng ta sẽ tăng mũi từ dưới lên trên nha các bạn. Các bạn sẽ móc lên cho mình hai móc xích, quay ngược đầu móc lại. Hồi nãy chúng ta đã giảm mỗi bên một mũi rồi, bây giờ chúng ta sẽ tăng lên mỗi bên một mũi. Thì bây giờ cái chân móc đầu tiên này nè các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc kép cùng một chân nha các bạn. Chân móc thứ hai một kép, chân thứ ba một kép, chân thứ tư một kép. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng, cái chân cuối cùng á, các bạn sẽ móc vô cho mình là hai mũi kép cùng một chân.
Đây mình đã móc gần tới cuối hàng rồi nè các bạn. Cái chân móc cuối cùng này nè, các bạn sẽ móc cho mình hai móc kép cùng một chân, tức là mỗi bên chúng ta sẽ thêm được một chân móc á các bạn. Ở hàng này chúng ta đã tăng lên được hai chân móc nè. Bây giờ các bạn có thể đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hồi nãy chúng ta ở chỗ này chúng ta là 11 rồi, tăng thêm hai chân móc ở hai bên, hai chân móc mỗi bên một chân á, thì chúng ta đã được 13. Thì lên cái hàng tiếp theo sẽ là bao nhiêu các bạn? 13 cộng 2 sẽ là 15. Đây, các bạn móc lên hai móc xích, các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc cho mình hai mũi móc kép. Rồi những cái chân móc còn lại á, thì các bạn móc là mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép đến cái chân móc cuối cùng này nè. Đây, cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc là hai móc kép cùng một chân ha. Xong rồi sau đó các bạn sẽ móc lên thêm cho mình cái chiều dài này nè, lên tới khoảng bằng ở chỗ cái điểm này, thì khi đó là chúng ta đã hoàn tất được cái mặt trước và mặt sau, thì chúng ta chỉ còn làm cài dây và chúng ta sẽ viền lại nữa là xong. Bây giờ các bạn móc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa nha, khoảng 9 đến 10 hàng á, 9 đến 10 hàng tăng mũi á các bạn, là nó sẽ đạt được cái chiều dài mà mình cần phải móc đến ở cái bikini này nha. Các bạn móc thêm cho mình khoảng 8 hàng móc tăng mũi như thế này nữa đi. Chúng ta sẽ làm nhiều hơn cái một tuổi là 1 đến 2 hàng ha. Đây, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng này nè, móc hai mũi móc kép. Rồi, những hàng tiếp theo thì các bạn cũng sẽ tăng một mũi đầu và một mũi cuối cho mình nha. Bây giờ mình được 1-2 hàng rồi nè, các bạn móc thêm khoảng 8 hàng nữa nha các bạn, 8 hàng tăng mũi đều hai bên cho mình nha. Mình đã móc tổng cộng là 11 hàng tăng mũi ở mặt trước nè các bạn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Thì các bạn có thể là móc 10 hoặc là 11 tùy theo cái chiều cao từ phần hông xuống tới cái đũng quần của bé nha các bạn. Thì nếu mà các bạn móc thêm một hàng nữa thì các bạn có thể là bé có thể là mang được tới 2 tuổi rưỡi luôn á. Cho nên là mình có thể là trừ hao cho bé nha các bạn. Rồi bây giờ có hai cách như thế này các bạn. Ở đây các bạn có thể không cắt len và các bạn dùng cái sợi len xanh này nè. Các bạn sẽ viền từ đây, toàn bộ từ đây sang đây, sang đây và qua tới bên đây luôn. Và chúng ta sẽ tạo dây ở những cái góc này. Thì ở đây mình muốn làm cho cái chiếc bikini này nổi bật hơn một chút á, thì mình sẽ viền lại bằng màu trắng nha các bạn. Thì mình sẽ cắt len nha. Mình sẽ cắt cái sợi len xanh này. Nếu mà các bạn không có thích viền màu trắng á, thì các bạn có thể là sử dụng cái sợi len xanh này nha. Rồi bây giờ mình sẽ, ở đây là mặt trước nè, mặt phải nè các bạn, cái hàng này là hàng mặt phải nè, cho nên là mình sẽ viền từ ở chỗ cái bên này nè. Mình sẽ không có tạo dây trước ở bên cái phần này nha. Mình sẽ một lát nữa khi mà viền tới cái phần bên đây nè, mình sẽ tạo dây ở cái phía bên này. Bây giờ mình sẽ viền lại. Các bạn kéo len qua, móc lên cho mình một móc xích. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn nha. Rồi các bạn cố định cái sợi len này lại nè. Rồi, bây giờ các bạn tạo mũi bông dâu cho mình. 1, 2, 3. Các bạn sẽ móc lên 3 móc xích tại đây nha. Và các bạn sẽ đâm kim vào hai cái nhánh ở phía đối diện phần ngực của mình nè các bạn. Đây, hai cái nhánh này nha. Hai cái nhánh này. Các bạn kéo lên qua và các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi cái chân móc kế tiếp á, thì các bạn sẽ móc là một mũi móc đơn. Rồi chân kế bên nữa các bạn sẽ móc một mũi móc đơn và tạo bông dâu. 1 2 3. Các bạn đâm kim vào hai cái nhánh ở phía trước ngực mình á. Đây, kéo lên qua và tạo bông dâu. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên. Các bạn móc một mũi móc đơn.
đâm kim vào chân móc kế tiếp, móc một mũi móc đơn và lên 3 móc xích để tạo bông dâu. Đây, lên 3 móc xích kéo lên qua tạo một mũi móc đơn. Rồi, chân móc kế tiếp các bạn lại móc một mũi móc đơn, sau đó là lại một mũi móc đơn và tạo bông dâu. Móc 3 xích. Đâm kim vào hai nhánh ở phía trước ngực của mình, kéo len qua, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp, móc một mũi móc đơn. Kế tiếp một mũi móc đơn để tạo bông dâu. 3 xích. Và các bạn lại kéo len qua và mình sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi bây giờ chúng ta làm lần lượt như vậy cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Cuối tới hàng bên đây nè. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Còn một chân cuối cùng nè, mình đâm kim vào cái chân này luôn và móc một mũi móc đơn. Sau đó các bạn móc lên cho mình. Móc lên cho mình nếu mà hai bên đó các bạn thì các bạn sẽ chia đều ra và móc mỗi bên là khoảng 60-70 mũi móc xích gì đó nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc cỡ 60-70 móc xích nha. Mình đã móc được 60 mũi móc xích để tạo cái phần dây bên đây rồi nè các bạn. Thì nữa các bạn mỗi bên, các bạn mỗi cái đầu các bạn sẽ tạo là 60 luôn nha. Nếu mà các bạn tạo 70 thì mỗi đầu thì các bạn tạo 70. Nếu mà 50 thì các bạn sẽ móc tất cả là 50. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 60 á. Chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn và chúng ta sẽ móc đến đầu hàng luôn nha các bạn. Đầu cái đoạn xích mà chúng ta gây nên á, chúng ta sẽ móc 60 mũi móc đơn luôn. Đây, 60 mũi móc đơn. Nếu như mà các bạn không thích to thì các bạn có thể là móc cái này nè bằng những cái mũi dời nha các bạn. Mình sẽ dời nó từ vô tới ở phía bên trong luôn. Và cái nó sẽ bằng 2/3 với cái mũi móc đơn này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tới đầu hàng luôn nha các bạn. Bây giờ mình đã móc tới đầu hàng rồi nè các bạn. Các bạn sẽ viền lại nha các bạn. Nè, cái độ rộng của cái mũi móc đơn này nè, nó đã xuống tới cái phần cái chân móc đầu tiên của cái hàng mũi móc kép này rồi. Cho nên là chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân luôn nha các bạn. Để chúng ta sẽ cố định cái sợi dây nó lại. Đây, sợi dây nó sẽ nằm phía một bên như thế này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viền lại luôn nha các bạn. Hồi nãy là chúng ta đã móc là hai mũi móc đơn rồi nè. Hai mũi móc đơn cùng một chân thì cái mũi móc đơn thứ hai đây nè, chúng ta sẽ móc bông dâu nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ đâm kim vào hai nhánh này, kéo len qua. Rồi, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi ở cái chân này cũng tương tự như vậy. Đây. Một mũi móc đơn đầu tiên tới mũi móc đơn thứ hai thì chúng ta cũng sẽ móc là một mũi bông dâu ở mũi móc đơn tiếp theo. Đây. Mũi móc đơn thứ hai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viền lại toàn bộ ở phía này. Mỗi cái hàng của chúng ta là sẽ có cái chân móc đầu tiên đó các bạn. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đó và móc hai mũi móc đơn. Thì cái mũi móc đơn thứ hai đó thì chúng ta sẽ tạo bông dâu nha. Cách thức tạo bông dâu thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Rồi. Cứ các bạn sẽ để ý cái chân móc nè. Thì mỗi hàng đều có cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Chúng ta sẽ đâm kim vào đây. Ở hàng này thì chân móc nó nằm ở đây nè. Rồi chân móc ở hàng tiếp theo nó nằm ở đây. Đây. Những cái hàng mũi móc kép thì cái chân móc nó hiện rất là rõ. Đó. Thì các bạn làm tương tự như vậy cho tới đầu hàng bên đây luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào trong cùng một cái chân móc. Và cái chân thứ hai chúng ta sẽ viền mũi bông dâu. Để cho cái sản phẩm mình nó dễ cưng hơn. Còn nếu như mà các bạn không có thời gian mà các bạn làm bông dâu á, các bạn chỉ đơn giản là tạo là hai mũi móc đơn cùng một chân.
như thế này cho mình thôi nha các bạn. Đây, cứ mỗi chân móc ở đầu hàng thì các bạn sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân, và các bạn sẽ không cần tạo bông dâu như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho tới đầu hàng bên đây, và các bạn cũng sẽ móc lên một cái dãy móc xích là 60 chân móc. Rồi các bạn cũng sẽ đảo về. Khi mà móc lên 60 rồi á, các bạn sẽ lên thêm một móc xích nữa, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân cái móc xích thứ 60 á, để các bạn làm những cái mũi móc đơn cho tới đầu hàng. Thì rồi các bạn cũng sẽ móc tiếp qua cái phần bên đây nè các bạn. Xong sau đó là tới bên đây thì chúng ta cũng sẽ tạo được một dây nữa. Sau đó là chúng ta lại viền tới phía bên đây. Thì cách thức viền của chúng ta sẽ là giống nhau, hai mũi móc đơn vào cùng một cái chân móc như thế này nha các bạn. Rồi viền tới cái chỗ đầu này thì chúng ta cũng sẽ nè, viền tới cái đầu này nè, chúng ta lên cái đoạn dây móc xích ở cái đầu này luôn nha. Sau đó là khi mà chúng ta đảo về thì cái mũi móc đơn của chúng ta, cái dãy cái hàng mũi móc đơn này nè, nó sẽ bích được cái hàng mũi kép này, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân đầu tiên này nè, và chúng ta sẽ kết hàng, móc lên một móc xích nè, kéo và cắt len ở chỗ điểm này nha các bạn. Là chúng ta đã viền xong toàn bộ và tạo được bốn cái phần dây ở cái phần màu trắng này luôn nha. Rồi bây giờ là chúng ta cùng làm như vậy nha các bạn. Khi mà tới cái từng đoạn thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Chúng ta đã làm tới cái đoạn dây thứ hai rồi nè các bạn. Đây, như mình đã nói là cái chỗ phần này nè, thì chúng ta sẽ lên 60 mũi móc xích nha các bạn. Chúng ta sẽ không có đâm kim vào đây. Một lát nữa chúng ta sẽ đâm kim vào đây sau khi mà chúng ta đã tạo được một cái dãy móc xích nha. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ các bạn sẽ làm cho mình là 60 mũi móc xích và 60 mũi móc đơn. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim vào đây nè, tạo một mũi móc đơn nha các bạn. Mình đã móc tới đầu hàng rồi nè các bạn. Và mình cũng đã tạo được một cái dãy móc xích như thế này, là những cái mũi móc đơn á. Bây giờ cái chân móc đầu tiên này, chúng ta sẽ móc một cái mũi móc đơn vào đây trước nha các bạn. Tiếp đó các bạn cũng móc thêm cho mình một mũi móc đơn nữa để chúng ta sẽ tạo bông dâu ngay chỗ này luôn nha. Thì các bạn sẽ lên 3 móc xích. Sau đó là các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh này, tạo mũi bông dâu tương tự như những cái mũi trước. Và đây các bạn cũng sẽ nẹp cái len thừa này vô trong cái mũi móc luôn nè. Cái chân tiếp theo các bạn sẽ móc là một mũi móc đơn. Chân kế tiếp các bạn sẽ móc một mũi móc đơn và móc bông dâu tại cái chân này luôn. Đây. Rồi các bạn cũng sẽ lên 3 móc xích và tạo bông dâu. Rồi các bạn làm lần lượt như vậy á. Đây. Kế bên này nè các bạn sẽ tạo là một mũi móc đơn. Rồi, các bạn sẽ tạo lần lượt như vậy cho tới cuối hàng bên đây. Và các bạn cũng sẽ tới cái cuối hàng này nè, các bạn tạo cho mình một dây móc xích 60 mũi ha. Và các bạn cũng sẽ làm 60 mũi móc đơn. Và các bạn sẽ kết hàng nó vào trong đây nè. Kết hàng nó vào đây và tạo một cái mũi móc đơn. Và các bạn làm thêm một mũi móc đơn ở đây để tạo cái bông dâu ở đây luôn. Và các bạn lại viền giống hệt như bên này nè các bạn. Đây, chúng ta viền ở bên này như thế nào nè. Cái hàng này chúng ta viền như thế nào thì cái hàng này chúng ta sẽ viền lại như thế đó. Đây, nó đối xứng với nhau như thế này nè. Rồi cái chúng ta sẽ làm cho tới đến hết cái chỗ này luôn nha các bạn. Và tới cái chỗ này nè, các bạn nhớ tạo cho mình là một dãy móc xích 60 mũi. Rồi chúng ta sẽ kết hàng ở chỗ này là xong luôn nha. Rồi khi mà chúng ta kết hàng đó, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và chúng ta sẽ buộc cái sản phẩm lại. Rồi chúng ta sẽ xem cái thành quả nha các bạn. Nếu được thì các bạn sẽ giấu len hết cho mình luôn nha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn trang trí nha. Mình đã viền xong hết tất cả các bên rồi nè các bạn. Và mình cũng đã tạo dây xong hết 4 bề luôn rồi nè. Và mình có móc cho cái bikini này á, một cái hoa 5 cánh như thế này. Nó tượng trưng như là một cái sao biển á các bạn. Chúng ta cảm giác như là nhìn cái bikini này là cảm giác mát mắt liền đúng không các bạn? Cái màu xanh này là màu xanh của trời nè, màu xanh của biển. Màu trắng thì chúng ta sẽ tượng trưng cho cát nha. Còn màu vàng thì chúng ta sẽ tượng trưng cho ánh nắng mặt trời.
Bây giờ là mùa hè mà, cho nên là chúng ta sẽ chọn những cái màu tươi như thế này để móc cho bé ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử coi khi mà cột lại thì nó sẽ ra form như thế nào nha các bạn. Ở đây á, là cái phần hông của bé. Ví dụ như bé nào mà phần hông nó cỡ nhiêu đây á, thì mình sẽ quấn nó nhiêu đây. Còn cái bé nào mà sổ sủa á, thì có thể là chúng ta sẽ buộc xa hơn một chút. Ở đây có cái dây này thì nó tiện lợi đúng không các bạn? Thì các bạn có thể là điều chỉnh cho bé. Bé sổ sủa hay là bé nhẹ cân đồ thì chúng ta đều quản lý được ở trên cái size đây. Size quần này. Đây. Mặt sau của chúng ta nè. Cũng khá là nhẹ à các bạn. Các bạn thấy cưng không? Nếu mà các bạn thấy cưng á thì các bạn nhớ nhấn thích và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nha các bạn. Phần 2 của chúng ta sẽ là áo bikini cùng tông màu này luôn. Và cái tông chính nó sẽ là màu xanh. Và khi mà viền thì chúng ta cũng sẽ dùng cái màu trắng nha. Còn mình sẽ móc thêm một cái này nữa cho cái phần áo của chúng ta thêm đồng đều nha các bạn. Một cái sao biển ở dưới và một cái sao biển ở trên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp phần 2. Các bạn có thể là xem ở cái mục video hoặc là các bạn nhấp vào cái link mô tả để các bạn tìm phần 2 để các bạn móc cái áo bikini. Mà với cái concept là biển xanh, cát trắng, nắng vàng nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng chào tạm biệt nha ở clip này nha.